sẽ bảo người tiếp là chúng ta sẽ hiệu chỉnh cái này như thế nào. Nói là ví dụ chúng ta về level đây thì mọi người sẽ thấy đây, tôi chọn đối tượng này, các bạn sẽ thấy giữ chặt chuột trái để co kéo này, các bạn thấy không? Thì chúng ta di chuyển cái này, hoặc các bạn nhìn đây trên này nó có cái ngôi nhà này, thì ở đây nó là default 3D view. Tôi kích vào default 3D view đây thì mọi người sẽ thấy ở đây trên 3D này nó có cái gì, có cái level của chúng ta này, để chúng ta dễ tưởng tượng như kia kìa, người thấy không? Đó thì chúng ta có thể về mặt đứng này, thì ví dụ như ở đây chọn đây, chúng ta muốn co kéo một cái này ra chẳng hạn, thì các bạn sẽ mở khóa ở đây này, nó có mở khóa ở đây này, các bạn để kéo ra này, thấy không? Chọn đây này, mở khóa này, kéo ra này. Có những bạn vẽ thì nó ví dụ như nó ổng như này chẳng hạn, đúng không? Bây giờ tôi muốn tất cả này nó bằng nhau ấy, thì các bạn chọn đối tượng này, các bạn cứ nghe đi, rồi chúng ta sẽ có thời gian thực hành mà, đúng không? Cách học là chúng ta sẽ cứ nghe và chúng ta sẽ có, tôi sẽ dừng lại để cho mọi người thực hành, là chúng ta học đến đâu là chúng ta làm đến đấy, hiểu không? Chọn đây, giữ chặt, chọn đây, giữ chặt chuột trái nhé, kích chuột trái này, kéo đây, các bạn thấy nó bắt điểm đây không? Ok này, tự động nó khóa lại, chọn đây bắt điểm này, tự động khóa lại, ví dụ kéo từ đây vào đây nó sẽ tự động khóa lại, thấy không? Thì nó sẽ thẳng hàng như này, chọn đây kéo ra như này, và đây trong đây ấy thì nó sẽ có cái phần này tích vào đây này, là nó mất đi cái symbol đấy là cái ký hiệu này, người thấy không? Bên này chúng ta cũng tích vào đây, thì cái đây là chúng ta đang làm một cách thủ công, hiểu chưa? Tí chúng ta sẽ làm một cách nó nhanh hơn. Ví dụ chọn đây và mọi người sẽ thấy đây nó có chữ 3D không? Thì nếu mà chúng ta kéo một mình cái này ra thì đây nó đang mặt đứng hướng gì, hướng đông, thì sang mặt đứng hướng tây thì các bạn sẽ thấy là cái view này làm sao, cái level này nó kéo ra mà, vì nó đối diện nhau mà, đúng không? Vì là mặt phẳng nó được cùng được kéo ra đây mà, còn chúng ta kéo từ đây vào đây thì về ngược lại nó sẽ làm sao, kéo theo. Nhưng mà như thế này khi mà chúng ta triển khai chúng ta sẽ bị vướng, là có những chỗ mình cần phải có kéo để đủ diện tích, thì đây nó chữ 3D này, thì đây là đang là đi theo cái mô hình 3D. Còn nếu mà chúng ta chọn vào đối tượng đây và chúng ta tích là 2D thì ta co kéo này ra thì mặt đối diện này nó cũng không có kéo này. Nó chỉ sửa ở cái view 2D này thôi. Mọi người hiểu ý tôi không nhỉ? Và tôi đã giải thích rất rõ cái việc kia, hiểu không? Vì làm cái Revit mình phải hiểu bản chất của nó nhé, bản chất của cái phần mềm ấy. Như tôi dạy cho mọi người thì mọi người sẽ thấy là nó rất dễ hiểu. Chứ còn nếu mà mọi người mà học Revit mà không bài bản ấy, là cứ bảo là vẽ này nhanh 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 ấy mà không hiểu bản chất của nó ấy, thì nó sẽ rất là khó đấy. Đó. Đó. Thì cách ở đây thì chúng ta chọn đây. Bây giờ tôi muốn thay một cái level này, nó là một đối tượng nhé. Muốn thay một kiểu khác đi thì tôi làm như thế nào? Thì tôi chọn một đối tượng này. Edit Type này. Edit Type là gì? Là chúng ta thay đổi kiểu, hiệu chỉnh nó. Và trong đây trong cái Type Property này nó có hai cái mục trình đơn chính ở đây, các bạn thấy đây. Một là family, thì family cái này là system family, là family hệ thống. Như vừa lúc tôi giới thiệu ấy, là family này chúng ta không thể làm sao thay đổi được, mà chúng ta chỉ có chúng ta không thể tạo mới được, mà chúng ta chỉ có thể hiệu chỉnh nó thôi theo ý chúng ta mong muốn. Còn ở đây là type, type ở đây sẽ là kiểu của nó là gì, là 8 mm hết, có nghĩa là cái đường tròn này này nó đang là 8 mm với kích thước thực. Ở trong Revit tất cả đều chỉ có một dim, một tách, nó một kích thước thôi mà, còn đâu nó dùng tỷ lệ để nó zoom mà, nó là mô hình thực mà. Thì các bạn sẽ thấy đây thì chúng ta sẽ có phần là duplicate. Duplicate là chúng ta nhân bản lên, duplicate là nhân bản cái choice lên. Ví dụ tôi chọn ở đây là level này, tôi ghi đây là R141 chẳng hạn, đúng không? Tôi ghi đây là level. Ok, đây là tôi đặt tên. Còn sau này ví dụ như tên công ty các bạn là gì chẳng hạn thì các bạn sẽ đặt tên đầu tiên trước chẳng hạn, đấy nhá. Còn cái này nó sẽ theo quy chuẩn, thì ở đây nó sẽ có bảng type parameter, là bảng thông số hiệu chỉnh. Thì cái đơn giản nhất ở đây các bạn sẽ thấy là symbol and one default, có nghĩa là cái symbol nó được hiển thị ở hai đầu hay không, như này này, đã thấy không? Và cái nữa nó là màu, màu tôi chọn lên màu đỏ, ok, màu đỏ và hiển thị hai đầu. Ok, thì bạn sẽ thấy nét màu đỏ đúng không? Và nó hiển thị ở hai đầu này, cái symbol này. Bây giờ tôi muốn tất cả cái này, các bạn thể chọn toàn bộ này,
và đưa nó về gì, level, thì nó giống nhau mà. Hoặc là các bạn có một cái lệnh nữa ở đây, nó hỏi chúng ta save file ấy. Khi chúng ta làm ấy, nó sẽ hỏi chúng ta cái thời gian save file, nên tí tôi sẽ nói phần save sau. Đây chúng ta có một cái công cụ đây vào modify này, và trong đây nó có một cái lệnh giống như trong cat ấy, đó là lệnh markjob, là cũng là MA ấy. Chọn ở đây này, chọn này này, chọn này này, này. Được chưa? Hoặc là chúng ta cũng có thể làm sao quét, chọn này này, quét quét thì chúng ta à, cái này không quét được này, chúng ta phải đi tích đối tượng này, chúng ta phải đi tích đó, thì hiển thị hai đầu. Còn bây giờ chúng ta muốn hiệu chỉnh cái gì thì chọn vào đây editor, là chúng ta chỉ có thể hiệu chỉnh, chúng ta không thể tạo mới được một kiểu khác nhé, mà đây là chúng ta đang duplicate một cái kiểu basic của nó, chúng ta hiệu chỉnh nó thôi, thì đấy gọi là gì, system family, là family hệ thống rồi. Mọi người phải hiểu rất rõ cái này, trong Revit phải hiểu rất rõ, nó chỉ có ba loại family đấy thôi. Đúng nhá, cái này là cái rất quan trọng cho kể cả sau này chúng ta không cần phải vẽ, chúng ta làm quản lý ấy, chúng ta chỉ cần hỏi ví dụ như là một nhân sự đến bảo bảo biết làm Revit, thế hỏi là thế trong Revit có bao nhiêu loại family, mọi người hiểu không? Có nghĩa là để hiểu được tổng quan đấy, giống như anh tôi đang bảo là làm Revit thì phải hiểu là nó hoạt động trên nguyên lý kiểu gì á. Thì có những người vào thì không không hiểu cái đấy đâu, mà cứ vẽ thôi nha. Thì đây ví dụ như chọn này line pattern này, line pattern, ví dụ tôi chọn là dash dash này, là một kiểu nha, gạch chấm này, thì cái này sau này mình cũng thể tùy chỉnh được. Và một cái nữa là cái symbol này, cái ký hiệu này này, cái ký hiệu này tôi không muốn nó giống như này, nếu các bạn để là none thì làm sao, nó sẽ không có, mọi thấy không? Bây giờ mình muốn có một cái ấy, thì nó lại là một family thuộc vào trong này, thì chúng ta sẽ vào insert này, load family này, load family, thì các bạn sẽ thấy mục lên mục annotation, annotation này, thì chúng ta sẽ chọn ở trong đây, trong Revit này nó có sẵn ví dụ như là một cái level đây, ký hiệu đây, ký hiệu level đây, này, này, tôi chọn cái này chẳng hạn, ví dụ nó là single, đây đúng không? Này, chọn cái này chẳng hạn, load family, thì tôi chọn ở đây, editor này, các bạn sẽ thấy ở đây, nó sẽ có phần ở đây là gì? Stringer đây, ok. Và tất cả những cái stringer này chúng ta sau này chúng ta có thể làm sao? Sửa cái family này theo ý của chúng ta mong muốn, theo cái style công ty ấy. Mọi người hiểu ý tôi nhỉ? Có nghĩa là nó là một đối tượng và cái này thì nó lại là một family của cái đối tượng này. Hiểu chưa? Có nghĩa là family system thì nó sẽ tùy biến được. Còn đây net ở đây, thì net chúng ta chọn đây, trong Revit có một điều nó là net thực, vậy là gì, net 07 đây, thì mọi người nhìn này chưa thấy net đúng không, thì ở đây nó có lệnh là lệnh thin line là TL, đây là hiển thị này, có nghĩa là Revit hiển thị như nào thì in ra như vậy. Thì cái net 07 này là như thế nào, thì trong net in ấy, trong Revit ấy, thì nó đang làm theo cái tiêu chuẩn quốc tế ấy. Các bạn cứ để mặc định thôi, còn đây tôi giới thiệu thôi. Ví dụ như các bạn sẽ nhìn đây lightweight này, net in này, các bạn sẽ thấy net 01 của nó tỷ lệ 1%, 1/100 nó sẽ là 0,1, nhưng mà net 03 là 0,25 đối với tỷ lệ 1/100, còn đối với tỷ lệ bao nhiêu mình có thể tùy chỉnh trong đây được nhé. Nhưng mà như của két chúng ta ấy, qua net cắt chúng ta biết là net 03, nhưng mà chúng ta vẫn để trong két là net 0,25 chẳng hạn, lúc in mình phải set up cái net in, còn trong Revit thì không cần, nó sẽ đưa về các số nguyên này 1 2 3 4 5 6 7 8 9, nó dễ, giống như kiểu là chúng ta trước vẽ bút kim ấy, bút 01 làm sao mà vẽ nó đủ là 01 được đúng không, nó y hệt như vậy. Thì cái này chúng ta sẽ chọn đây, net này, này thì Revit nó sẽ có gần như là các đối tượng nó đã set up cho chúng ta một cách các cái hiển thị này rất là tốt nhá, in ra là ok. Với cái lưới trục này chọn đây này, edit file này, duplicate này, thì tôi cũng chọn ở đây này, r này, 141 này là gì, grid, ok, grid ta tích vào đây là hiển thị hai đầu này, màu này ta chọn màu đỏ này đúng không, ví dụ như vậy thôi, ok, mọi người thấy màu đấy đúng không, và mọi người có thể quét chọn này, đưa cái này về gì, grid đây, mọi người thấy không, thì toàn bộ grid này và chúng ta sẽ về mặt đứng này, level cũng như vậy thôi, thì chọn nó level này, mọi người có thể kéo cái level này ra đây, chọn này, kéo level về này, và đây ví dụ như là cái symbol cái này ấy, tôi muốn nó hiển thị ở đầu nào thì chọn vào đây này, editor này, nó có hiệu chỉnh ở đây, đây là top đúng không,
Tôi muốn boost nó sẽ làm sao? Ở dưới này. Ở đây tôi muốn boost là gì? Hai đầu. Còn none thì nó sẽ không hiển thị. Nha, boost này. Ok. Ok. Mọi người thấy chưa? Thank you.